hình sẽ đón tình cảm của quý vị phóng viên các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Kính thưa toàn thể quan viên thân mến, có thể nói rằng vậy là hôm nay trăm khúc suối đổ về thành một con sông, trăm khúc sông đã đổ ra biển lớn. Hôm nay sum họp chúc mai tình trong cát biết dài trăm năm, hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng chung một nhà. Đi rồi câu nói người đời xưa vẫn nói, gái Thái Hòa thì đẹp như hoa thiên lý, mà con trai diễn yên diễn châu thì hết ý tuyệt vời. Tư duyên kết hợp sáng người, cho đôi vợ trẻ sống trọn đời bên nhau. Đi rồi Kiều ơi anh về quê đất trồng cao, cho cũng chúc anh em được trồng kế dàn trầu kế bên. Giờ này thì trầu đà lớn lên, cau xanh nên lá, ta cũng đan nên duyên vợ chồng. Nhân lời mời của chàng rể Phạm Kiều và cô dâu chúc anh được sự ủy quyền của hai bên gia đình, đặc biệt ghi nhận được cánh tiêu hồng loan tin báo hỷ ở trên tay. Trung tâm tổ chức sự kiện Radio Việt tại Đài Loan hân hạnh được đứng ra là nhịp cầu nối, là nhịp cầu kết duyên tổ chức ngày lễ thành hôn của chàng rể Phạm Kiều cùng những cô dâu chúc anh. Lời nói đầu tiên cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho chú rể Phạm Kiều cùng những cô dâu chúc anh hân hoan nồng nhiệt chào đón tình cảm đồng đảo của tất cả quý vị quan viên hai bên gia đình, các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Kính gửi tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị, ca dao tục ngữ có câu: con khôn thì bởi mẹ, lúa tốt thì bởi nương, nuôi con thì bởi mẹ cha, xung tay hạnh phúc chúng ta vui cùng. Vì điều kiện song thân phụ mẫu của hai bên gia đình, bố mẹ của hai bên không thể có mặt vì địa lý cách trở giữa hai nước bạn Việt Nam và Đài Loan. Song nét đẹp truyền thống văn hóa cổ phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam đó chính là trong ngày đám cưới, cơi trầu, chén rượu, điếu thuốc, bánh kẹo không thể thiếu trong nét đẹp của phong tục văn hóa Việt Nam, được hai bên gia đình đã chuẩn bị qua nghi thức thủ tục chào chắp, chào duyên. Và nghi thức đầu tiên chúng tôi xin dòng kính mời lần lượt từng đôi trai tài gái sắc chúng ta sẽ đại diện cho quan viên hai bên đình trở về với sân khấu tình yêu để kết nối tình thông gia, chào chắp, chào chẩu, chào duyên. Xin nổ một tràng tay hạnh phúc của tất cả quý vị. Trần Thị Thọ có địa chỉ tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, được vinh danh vui mừng kết nối tỉnh thông gia với đại gia đình nhà ông Nguyễn Cao Nguyên, bà Lê Thị Đông có địa chỉ tại xã Tây Hiếu, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Và trong giờ phút đau đầy này đây, giờ phút hạnh phúc của Đăng Quang, thì có thể nói rằng tình yêu của đôi bạn trẻ Phạm Kiều và Trúc Anh hôm nay đây đã được chính thức đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ, đủ cả chữ duyên. Hôm nay đủ cả quan viên bốn họ hai nhà về đây sum họp cùng hát mừng câu hạnh phúc chúc mừng ngày lễ đăng quang của chàng rể Phạm Kiều và cô dâu Trúc Anh. Và đến giờ phút ở đây, một lần nữa chúng tôi xin được long trọng trân trọng kính mời chàng rể Phạm Kiều trong bộ vest cưới sang trọng và lịch lãm nhất trị giá 5.500 đô la Mỹ và cô dâu Trúc Anh trong bộ váy cưới trắng tinh đến từ nhà thiết kế Korea Hàn Quốc Bắc Dòng Dôn trị giá 2.700 Mỹ Kim. Xin mời chàng rể và cô dâu sẽ nở niềm nụ cười hạnh phúc, đứng dậy có lời chào cái bắt đầu ra mắt tất cả quý vị và chương trình ngày lễ thành hôn của toàn thể Phạm Kiều và cô dâu Trúc Anh. Xin chính thức được phép bắt đầu. Quay trở về câu chuyện tình yêu
của giàn diễn Phạm Kiều và một số chúc anh hiền yêu dấu trong buổi chiều nay. Có thể nói rằng câu cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nước biển mênh mông thì không thể đong đầy tình mẹ, mà mây trời thì lồng lộng không phủ kín công cha. Để có được ngày vui hạnh phúc trọn đại và đặc biệt có mặt trên cõi đời này, cha rể Phạm Kiều và cô dâu Trúc Anh không thể không nhắc tới công ơn của những bậc sinh thành làm cha làm mẹ, là cây cao bóng cả luôn xe đường chỉ lối, sinh con ra dạy con nên người để rồi bảo ban con có được hạnh phúc trong chiều nay. Song vì điều kiện song thân phụ mẫu không thể có mặt để gửi tới hai con những lời chúc, nhưng cũng cử ra những vị đại diện về đây có những lời chúc phúc, lời căn dặn, lời giao dâu và nhắn gì. Đầu tiên chúng tôi xin tổng kính mời một vị đại diện của nhà gái, đó chính là người anh họ của cô dâu. Xin mời anh Phạm Văn Hà sẽ là đại diện cho họ nhà gái sẽ trở về sân khấu có những lời phát biểu, lời giao dâu, cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Và giới thiệu trở về sân khấu, đó là vị đại diện phát biểu của họ nhà gái. Xin mời người anh thọ của cô dâu, anh Phạm Văn Hà. Xin mời bác sẽ trở về sân khấu có những lời chúc phúc, lời phát biểu, lời cảm ơn. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay để động viên tinh thần cho bác trưởng đoàn và đại diện nhà gái. Xin mời bác ạ. Đẹp lòng cha mẹ, đó chính là nét đẹp truyền thống của đạo lý của mỗi con người, người con gái Việt Nam. Sinh thành và lớn lên, cô dâu Trúc Anh ngày còn bé mới là cô gái thơ ngây bá bỏng, giờ đây đã trở thành một người thiếu nữ, một người vợ hiền, một người con dâu thảo, mang theo cả hành trang đi về làm dâu bên nhà đại gia đình chú rể Phạm Kiều. Thay lời về đại diện họ nhà gái, tôi, anh trai của cô dâu anh Phạm Văn Hà, xin được bàn giao cô dâu Trúc Anh về làm dâu bên đại gia đình nhà chú rể Phạm Kiều. Trúc Anh tuy còn lớn, có khôn, nhưng kinh nghiệm về làm dâu, về cuộc sống mới bên gia đình nhà chồng còn non còn kém. Mong sao hai bên gia đình, đặc biệt là họ nhà trai, luôn đùm bọc, chia sẻ, dạy dỗ, bảo ban em nên người, dạy cho em cách làm sao để được ăn no mặc ấm, dạy cho em cách dậy sớm, ngủ muộn, chăm con, chăm chồng và chăm lo việc nhà. Điều đó được minh chứng qua sự ghi nhận, lời ghi nhận đến từ vị đại diện họ nhà trai. Xin mời đại diện của họ nhà trai, đó là anh trai của chú rể, xin mời anh Tống Kim Xuệ sẽ là đại diện họ nhà trai sẽ trở về sân khấu có những lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Lần đầu tiên tôi xin chào tất cả các bạn viên hài họ cùng toàn thể kính khách gần xa, một lời chào thân trọng nhất. Bây giờ xin giới thiệu với tên là đại diện thọ hòa trai. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị, các chị, các anh, các bạn bè đã bất chút thời gian của mình đến rừng vui ngày vui của hai em tôi đây. Tào Phạm Kiều và Trúc Anh.
dành người gia đình trai rất chi là vui mừng và hạnh phúc khi nhận được em dâu, đó là chúc anh đang là làm dâu con gia đình đó. Gia đình rất chi là vui và cảm ơn gia đình nhà trai sẽ sao gì tốt đẹp nhất để dành cho hai em. Lần nữa xin lỗi hơn, em là trai xin chân thành cảm ơn tất cả cùng tất cả anh chị em ở đây, xin cảm ơn. Dâu sinh thành cô dâu, chúc anh sinh ra và lớn lên đó chính là người đàn ông đầu tiên bồng bế cho em những bước chân đầu tiên. Giờ đây chàng rể Phạm Kiều chính là người đàn ông thứ hai sẽ nâng những bước đi của em hạnh phúc nhất, nâng những bước đi của em cùng nhau gian khó sẻ chia cuộc đời. Và giờ phút này đây, chàng rể Phạm Kiều và cô dâu chúc anh cũng như hai vị đại diện gia đình đã ra mắt tới tất cả quý vị bức tranh hoa ngẫu muôn vẻ đã đẹp nhất. Và giờ đây bức tranh đấy sẽ đẹp hơn, đó chính là nghi thức. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời chàng rể Phạm Kiều, cô dâu Trúc Anh cũng như hai vị đại diện của hai bên gia đình, chúng ta cùng nhau có một cái chào ra mắt tới tất cả quý vị. Tới tất cả quý vị đại biểu, các bên đến nhiều, đặc biệt cảm ơn hai bác trưởng đoàn quái họ. Xin mời hai bác chúng ta tiếp tục trở về với ban tiệc của mình để nâng ly chúc cho hai con hai cháu của mình. Xin được cảm ơn hai bác và chúc cho hai bác luôn luôn mạnh khỏe. Và cũng đồng lòng cảm ơn tới năm chàng trai và năm cô công chúa. Chúng tôi xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin mời các bạn sẽ đặt những vật phẩm tình yêu sang bên phía bàn tay trái để cùng trở về với sân khấu, trở về với ban tiệc. Chúng tôi rất chuẩn bị để chào đón cảm ơn các bạn rất nhiều. Vì thân mến, sau một ngày vô cùng hạnh phúc đẹp trời nhất, ngày mà cánh chim hồng đã loan tìm bằng huy ở trên tay, cũng là ngày 14 tháng 6 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý, mảnh đất Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An đã được vui mừng trải qua tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Chiếc xe quang mang biển số 37H500 năm hạnh phúc chở theo chàng rể Phạm Kiều. Nơi đó có một chàng rể rất là đẹp trai sở hữu cho mình bộ vest cưới sang trọng và lịch lãm nhất, chỉ giá 5.500 đô la Mỹ. Bây giờ Phạm Kiều đã nói với cô dâu Trúc Anh rằng: anh ơi, anh đã đi khắp cả một phương trời của trái đất mới gặp được em, người con gái duy nhất mà anh yêu. Vàng bạc kim cương còn thua kém em nhiều, bởi em có được tình yêu chân chính. Được rồi, anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kiêu sa vấp ngã, nhớ tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước em sẽ như là chiếc gương để được em soi, được em ngắm mỗi khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để được hôn em. Ôi hạnh phúc chỉ có thế mà thôi. Trong truyện tiểu, nhà thơ Nguyễn Du có nói rằng: hạnh phúc không chỉ có cơm no áo đẹp, nó còn chứa đựng những giây phút hạnh phúc của tình yêu. Nó chứa đựng những gì trân trọng đáng quý nhất của hạnh phúc. Đó chính là giây phút chàng rể của dâu sẽ nói lên lời yêu thương hạnh phúc, nói lên cảm xúc ngọt ngào nhất. Nơi đó xuất hiện hai trái tim, và đặc biệt có sự xuất hiện của đôi nhẫn cưới, đôi nhẫn mà đôi bà trẻ đã đính chặt tay nhau gắn tên suốt cuộc đời này. Xin mời chàng rể và xin mời cô dâu.
lên. Cũng như bản nhạc Happy Wedding đã được dành tặng. Và trong ngày hôm nay thì ngoài những người bạn, những người anh em đến từ quê hương Diễn Châu, Nghệ An, ngoài những người bạn quê hương Việt Nam sinh sống, thì cũng có những người bạn đến từ quê hương Đài Loan, đất nước chúng ta đang sinh sống. Hoan nghênh cơ quê Đại Minh, cơ quê Trà Minh, cơ quê Thái Loan, tờ phóng hiểu, ta chào Wuhan, ta chào.婚礼不只只有我们越南的同乡，新郎新娘的朋友、家乡还有各位来宾、各位嘉宾、各位台湾的朋友，今天不管白忙之中来祝福我们新郎新娘，幸福美满，永不哀和，白头偕老，早生贵子。然后我现在代表新郎新娘今天也有准备一点喜宴，请大家享用，祝大家送上愉快，谢谢，谢谢。 Có thể nói rằng là trong ngày hạnh phúc trong đại nhất của mỗi người, đó chính là niềm hạnh phúc, đó là lời nói xuất phát từ trái tim, cũng là những cử chỉ mà chàng rể của dâu muốn nói lên lời yêu thương hạnh phúc, muốn nói lên những lời cảm ơn chân thành. À, và giờ đây thì em có thể nói những lời ngọt ngào nhất, những lời yêu thương cảm tạ tới từ đáy lòng tới tất cả những người bạn, những người anh em đã không bớt chút thời gian vào ngọc của mình để về chúc phúc cho hai em. Xin mời chàng rể Phạm Kiều. Alo. Xin cảm ơn tới sự giúp đỡ của bà cô bác và hai bên gia đình thân mến. Có thể nói rằng trong ngày phúc trao đại đất của một con người đã được diễn ra, đã được ghi nhận, đó chính là sự có mặt đông đảo của bà con cô bác. Vì điều kiện chú rể tổ chức đám cưới ở nơi xa, chú rể bảo rằng em chỉ tổ chức một đám cưới nho nhỏ nơi đấy có đại diện quan viên gia đình và bạn bè nam nữ thanh niên thôi. Em chỉ làm tầm khoảng 2-3 mâm thôi để đón tiếp tất cả quý vị. Nhưng không ngờ 2-3 mâm đấy bây giờ đã lên thành 18 mâm rồi. 18 mâm đó chính là sự ghi nhận cho cách sống, cách làm người của chàng rể và cô dâu. Để về đây khi chúng ta đối đãi ra 10 thì chúng ta thu về được 20. Đó là niềm hạnh phúc nhân đôi, nhân bội của chàng rể Phạm Kiều cũng như cô dâu Trúc Anh. Qua đó cũng chính là lúc chúng tôi muốn nói lên lời yêu thương ngọt ngào hạnh phúc qua những món quà mà những người anh em, những người bạn, những người đồng nghiệp muốn tặng cho chú rể của cô dâu. Xin mời món quà đầu tiên đến từ đại diện những món quà hạnh phúc nhất. Món quà đến từ em Hoài. Xin mời em ở đâu, hãy nhanh chân tác nghiệp trở về sân khấu để tặng những món quà hạnh phúc cho chú rể và cô dâu trong chiều nay. Xin mời món quà đến từ em Hoài. Xin mời em hãy thẳng trường. Xin chào tất cả các vị thân mến. Món quà đến từ anh Cảnh và anh Thắng, đó chính là một cặp nhẫn cưới mang nhãn hiệu Italia và Mỹ. Trên chiếc nhẫn cưới này có hình kẹo màu viên ngọc được lặn sâu từ độ sâu 4.500m, trị giá 2.500 đô la Mỹ. Và để có được những món quà hạnh phúc là một cặp nhẫn này, anh Cảnh và anh Thắng đã tăng ca trong vòng 4 tháng và ăn mì tôm liên tục 3 tuần. Đó chính là niềm hạnh phúc và muốn dành tặng cho em hai cháu của mình. Xin đây món quà đến từ của anh Cảnh và anh Thắng. Xin mời món quà đến từ của Bàn Chiều. Xin mời món quà Bàn Chiều ở đâu, hãy cần chưa chuẩn bị sân khấu. Xin chào, cảm ơn đến từ món quà của Bàn Chiều. Và tiếp nối chúng tôi xin chào kính mời món quà tiếp theo đến từ anh Hà Sinh. Xin mời món quà đến từ anh Hà Sinh ở đâu, xin mời anh chuẩn bị sân khấu. Oh, 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 oh
quả ở đâu, xin mời bạn cũng chuẩn bị. Xin cảm ơn món quà đến từ anh Hà rất nhiều, cảm ơn anh và kính chúc cho anh luôn mạnh khỏe, bình an và may mắn. Đặc biệt tất cả những người con diễn sâu Nghệ An có mặt diễn sâu luôn mạnh khỏe và bình an nhá. Xin chân trọng kính mời món quà tiếp theo đến từ người cũ của Hà Đi Uôn, em Tiến Đạt ở đâu? Xin mời em Đạt có những món quà hạnh phúc nhất, xin mời em trở về sân khấu để cho tặng cho anh của mình, anh Quang Kiều và chị Du Anh. Xin mời món quà đến từ em Đạt. Tới âm 45 độ C, bên ngoài đang chịu ảnh hưởng bởi một cơn áp thấp nhiệt đới, cơn bão mang tên cơn bão tình yêu. Và trong sân khấu tình yêu, chú rể và cô dâu đang chịu ảnh hưởng bởi một cơn bão mang tên cơn bão vàng. Cơn bão này càng đổ bộ càng lâu, lợi nhuận thu về cô dâu càng nhiều. Và trong ngày phút trọng đại, những món quà hạnh phúc mang vật phẩm tình yêu mang giá trị bằng vàng với một lời thông điệp tình yêu đó rằng: hai em ơi, vàng này anh chị tặng không dùng vào việc đánh lô, vàng này anh chị tặng vào việc mô tô và xe nhà lầu. Xin được cảm ơn hai em rất nhiều. Trên đây món quà em đặt, chúng tôi xin chào kính mời món quà đến từ bạn Sơn Kế. Xin mời món quà đến từ bạn Sơn Kế ở đâu, hãy khẩn trương. Một chàng trai hoặc là một cô gái ăn mãi không lớn mang tên em nhỏ ở đâu, xin mời em trở về sân khấu. Có những món quà hạnh phúc nhất dành tặng cho anh chị của mình, xin mời món quà đến từ em nhỏ. Cô dâu chúc anh tiếp nối món quà của em nhỏ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ chủ tịch tập đoàn Tuân Gỗ Lậu Xuyên Quốc Gia, gia đình Sệ Yến. Xin mời anh chị trở về sân khấu có những món quà hạnh phúc nhất dành tặng cho hai em hai con của mình. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ chủ tịch Tuân Gỗ Lậu Lào Xuyên Quốc Gia, chủ tịch tập đoàn Tuân Gỗ Lậu Sệ Yến. Xin thay món quà đến từ hai anh chị Trẻ Yến, chúng tôi tiếp tục giới thiệu món quà của em Tuấn, em Long Cao. Xin mời hai em ạ, em Tuấn và em Long Cao ở đâu, khẩn trương trở về sân khấu với những món quà dành tặng cho em. Kính thưa tất cả quý thân mến, chương trình thì chú rể của tôi chỉ có nặng khoảng 48 cân và cô dâu tầm khoảng 43 cân, nhưng bây giờ trọng lượng của chú rể đã lên vượt tới 62 và cô dâu đã đến 55 rồi. Trân trọng được cảm ơn món quà đến từ em Tuấn và em Long Cao, xin được cảm ơn em rất nhiều. Trên đây với món quà của em Tuấn và em Long Cao, tiếp tục chúng tôi xin tặng kính mời món quà đến từ em Hiếu và anh Trung. Món quà tiếp theo đến từ em Hiếu và anh Trung, xin mời em Hiếu và anh Trung hai anh em sẽ dừng sân khấu.
quà đến từ em gái của cô dâu, em Việt Mỹ, là một trong những cô gái sinh ra và lớn lên cùng thời với cô Thu Anh. Hôm nay chỉ gái mình cưới em cũng chẳng có gì hơn. Có những món quà hạnh phúc trao tặng cho anh chị mình, đó là lời nói xuất phát của trái tim, lời nói của yêu thương và hạnh phúc. Xin chào cảm ơn tới món quà của em gái của cô dâu em Việt Mỹ. Và tiếp theo chương trình cũng là kết thúc chương trình tặng quà trong hôm nay. Xin mời món quà của cháu Dũng ở đâu? Xin mời món quà cháu Dũng, xin mời cháu trở về thành phố để gửi tới những lời chúc, lời cảm ơn tới cậu bự của mình và trao những món quà hạnh phúc nhất tới người cậu, người chú, người mượn của mình. Xin mời cháu Dũng ạ. Cái tội nghiệp gái mà mù màu, xin mời về chỗ đi ạ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và chúng ta đã loại được 8 người rồi ạ. Xin mời tất cả bỏ cái đấy xuống ạ, bỏ tóc bảo xuống. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với vòng 2 ạ. Vòng 2 này chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn là chúng tôi hô yêu cầu, tôi cần phải đồng thanh hô to, cần gì, rõ chưa? Các bạn, người chơi chú ý. Tôi cần một chiếc gót cao gót màu đen của nữ. Thật chưa nào, tôi cần một chiếc dép cao gót màu đen của nữ. Mạnh dạn anh lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết giờ. Ok, xin mời tất cả chúng ta cùng nhau nâng sản phẩm của mình lên ạ. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau nâng sản phẩm của mình lên. Xin mời nâng sản phẩm của mình lên ạ. Đứng dậy nâng sản phẩm của mình lên ạ. Ok, mình đến. Kính thưa quý vị, cái này gọi là cái gì ạ? Chúng tôi cầu một chiếc giày cao gót của nữ. Ông xách cái dép của vẻ mẹ em lên làm gì đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hợp lệ. Đặt xuống. Bắt đầu chỗ này. Tôi cần một chiếc thắt lưng của nam màu đen. Khẩn trương lên nào. Một chiếc thắt lưng của nam màu đen. 2, 3, 4, 5. Ok. Dạ, không, dừng lại. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đưa sản phẩm mình lên ạ. Một chiếc thắt lưng của nam màu đen. Ok. Màu này ok. Màu này màu gì em? Xin mời những cô gái nào tinh mắt kiểm chứng hộ màu này màu gì thế ạ? Màu nâu đúng không ạ? Cảm ơn anh và các bác rất nhiều.